Em Nguyễn Văn Tỉnh Trang xin kính chào toàn thể cô chú anh chị mình đang yêu hoa lan trên tất cả mọi miền tổ quốc nhé. Lời đầu lại cho em xin gửi lời chào thân thương toàn thể cô chú anh chị mình ạ. Hôm nay em xin gửi đến một số các dòng hoa lan mời các anh chị mình sưu tầm để chơi Tết nha các anh chị nhé. Thì số điện thoại liên hệ nhà em là 0919536598. Các bác vô coi like nhà em, mình nhớ cho em gái xin một nút like, một đăng ký kênh và một tương tác chia sẻ nhé. Đây, đầu tiên thì em xin sơ lược sơ qua về cái dòng chúc Phật bà nha cả nhà ơi. Chúc Phật bà nhà em nhé. Rất là đẹp như thế này luôn này các anh chị này. Bây giờ hiện tại là thân nó đang xuống lá để làm nụ rồi nha cả nhà nhé. Một bảng như thế này thì em sẽ chia sẻ với cả nhà là 320.000 nhé. 320.000 một bảng hoa lan chúc Phật bà. Em gái bao ship nhanh nhé cả nhà nhé. Đó, bảng nào cũng đều như bảng nào hết nha cả nhà nhé. Nói chung là 10 bảng như 10 hết ạ. 320.000 một bảng, em gái bao ship nhanh. Rồi, bản hoa của chúc Phật bà thì các anh chị mình biết rồi. Hoa của nó cực kỳ cưng luôn các anh chị nhé. Hoa của em nó cực kỳ xinh luôn ạ. Đây các anh chị ơi, em mời cả nhà mình xem mặt bông của dòng hoa lan chúc Phật bà này. Bạn nào chốt mặt hàng gì thì cứ gọi điện cho em qua số điện thoại em đã ghim trên bài nhé cả nhà nhé. Và nhớ cho em xin một nút like, một nút tương tác chia sẻ, một nút đăng ký kênh nhé cả nhà ơi. Em xin mời các anh chị mình xem mặt bông của dòng hoa lan chúc Phật bà này. Rất là đẹp luôn nhé cả nhà nhé. Rồi tiếp tục em gửi đến cả nhà một cái dòng tiếp theo, là một cái dòng này là dòng em đùi gà tròn nhé cả nhà nhé. Một chậu đùi gà tròn như thế này này, thân đang lên rất là khỏe nhé. Một chậu như thế này em chia sẻ với cả nhà với giá là 250.000 một chậu đùi gà tròn này, em gái bao ship nhé. 250 ạ, 250k một chậu đùi gà tròn, em gái bao ship nhanh. Em xin mời cả nhà mình xem mặt hoa của dòng hoa lan đùi gà tròn này. Nói chung là tất cả các đơn hàng nhà em bao ship hết rồi, nên các bác không phải phát sinh thêm bất kỳ một cái phí ship gì nữa nha các anh chị nhé. Trong trường hợp về bưu tá có phát sinh thêm một vấn đề gì thì các anh chị mình cứ alo cho em nhé. Đó. Còn tiếp tục là một mặt bông tiếp, là một dòng cây tiếp theo là DH93 nhé. DH93 chậu này em chia sẻ là 280.000 ạ. 280.000 cho cái chậu DH93 này, em gái bao ship nhanh nha. Đây các anh chị ơi, đây là mặt hoa của dòng hoa lan DH93 này, cánh sáp cánh bay 24 giờ không ngủ nhé. Và đây là mặt hoa của em đùi gà tròn này. Đùi gà tròn và đen rốt, mặt bông của nó tựa như nhau nhưng mà cái dòng đùi gà tròn thì bông nó sẽ đậm màu hơn nhé. Đùi gà tròn thì bông nó sẽ đậm màu hơn nhé các anh chị nhé. Rồi em mời cả nhà mình sưu tầm một cái dòng tiếp theo là một em DH93, thân thủ khỏi phải chê luôn, rất là mập luôn nhé các anh chị nhé. Thân này nó to hơn cây vít nông rồi nhé các anh chị ơi. Nó to hơn cây vít nông rất là nhiều luôn nhé các anh chị nhé. Một chậu DH93 như thế này, thân rất là mập béo ú lù luôn các anh chị ơi. Đơn này em gái chia sẻ là 300k một chậu này, em gái bao ship nhanh. Đây là mặt hoa của dòng hoa lan DH93 nhé. Đó, thân bao mập luôn các anh chị ơi. Này, các anh chị thấy không? Hai ngón tay em còn chưa hết nha các anh chị nhá. Hai ngón tay em còn chưa hết đâu. Thân thủ rất là phê luôn. Đó, một chậu như thế này là 300k một chậu DH93, em gái bao ship nhanh nhá. Rồi mặt hàng tiếp theo em gửi đến cả nhà là một chậu hoa lan Sơn Thủy Tiên. Sơn Thủy Tiên dòng này là hoa vàng họng vàng nhé cả nhà nhé. Hoa vàng họng vàng. Dòng này thì em xin chia sẻ với cả nhà là 250.000 một chậu này. 250.000 nhé. Tất cả các đơn hàng em nói giá ra là đã bao gồm phí ship hết rồi nhé các anh chị nhá. 250.000 một chậu này. Bao ship luôn các anh chị nhé. Sơn Thủy Tiên hoa vàng họng vàng. Em xin mời cả nhà mình xem mặt bông của dòng hoa lan Sơn Thủy Tiên này. Đây các anh chị ơi, dòng này thì hoa của nó cái thứ nhất là thơm, cái thứ hai là hoa cánh sáp, cái thứ ba là hoa của nó là dài nhé các anh chị nhé. Cái thứ ba là hoa dài, nhưng mà cái chế độ bền thì được 10 ngày nhé các anh chị nhé. Chế độ hoa bền là được 10 ngày, nên là các anh chị mình chơi hoa thì nói chung là tầm 10 ngày là ok đúng không các anh chị? Tầm 10 ngày là ok rồi đúng không? Mình chỉ chơi hoa tầm đấy đổ về là ok đúng không các bác? Đây là mặt hoa của em Sơn Thủy Tiên này. Rất là đẹp như thế này luôn các anh chị nhá. Hoa vàng họng vàng như thế này này. Rồi cái mặt hàng tiếp theo em gửi đến cả nhà, cái chậu này là chậu kiều trắng nhá. Đây rất là to đẹp luôn các anh chị ơi. Kiều trắng đột biến, chậu này em bán là 580.000, cái bao ship nhanh. 580.000 nhá, bao ship nhanh cho cả nhà mình luôn. Chậu thứ hai, chậu này là 900k. Chậu này là 900.000 nhé, 900.000 cho chậu này, sùm gần luôn các anh chị nhé, sùm thân luôn. Em xin mời cả nhà mình xem mặt bông của dòng kiều trắng nha các anh chị nhé. Đó, bông dòng đột biến nha các anh chị ơi. Đây, mặt bông của em kiều trắng đây, chuẩn mặt hoa nha các anh chị nhé, bông rất là to luôn. Đó, con nào chốt cái nào thì ok chứ em. Rồi em gửi đến cả nhà một cái chậu là kiều vuông lộc bắc, chuẩn hàng rừng Lâm Đồng. Hàng này là hiện tại đang xứng mắt nụ hết rồi. Chậu này em xin chia sẻ với cả nhà là 700.000, chậu này em gái bao ship nhanh. 700k nhé cả nhà nhé. 700k một chậu kiều trắng, em gái bao ship nhanh.
Đó, bác nào chốt mã nào thì cứ alo cho em trực tiếp qua số điện thoại em ghim trên bài nhé cả nhà nhé. Rất là xinh luôn. Hàng này là hàng thuần 53 rồi nha các anh chị nha, nên là cây của nó rất là đanh và già rồi. Đó, cây rất là khỏe luôn. Em mời cả nhà mình xem mặt bông của dòng hoa lan kiều trắng này. Kiều trắng, à quên xin lỗi, kiều vuông lục bắc. Đó, rất là to đẹp luôn, 700 ngàn. Rồi em mời cả nhà mình sưu tầm một cái dòng tiếp theo là một cái combo này nhá. Combo này, một chiếc Mỹ nha cả nhà nhá. Một chiếc Mỹ này, ba thân rất là đều nha. Đó, một chầm lồng đỏ này. Một chầm hồng nong này các anh chị nhá. Một chầm hồng nong, một chầm lồng đỏ, một chiếc Mỹ. Một combo như này em bán với cả nhà với giá là 310 ngàn. Một chậu này em gái bao ship nha. Combo số 1 này. Nó hơi bị nổi ánh sáng cả nhà. Combo số 1 này. Đó, 310 ngàn. Combo số 2 cũng là 310.000 nhé cả nhà nhé. Combo số 2 cũng là 310.000. Đó, các anh chị mua về có thể là 3 loại, các anh chị mình chơi thoải mái nhé các anh chị nhé. 310.000 một combo, một cái bao ship thôi. Rồi, cái mặt hàng tiếp theo em gửi đến cả nhà là một cái dòng là hoa lan chuỗi ngọc nhé cả nhà ơi. Đó, các anh chị thấy không? Thân rất là nhiều nùm đầu thân luôn. Một chậu như này em bán là 250.000 một chậu, một cái bao ship nhanh. Các anh chị lấy 2 chậu thì em tính với cả nhà là 450.000 thôi nha. 2 chậu là 450, một chậu là 250. Đó, bao rẻ đẹp cho cả nhà mình sưu tầm luôn. Lấy 3 chậu thì em chỉ tính với giá 600 ngàn thôi. 3 chậu thì 600 nhá. Rất là xinh luôn nhá các anh chị nhá. Chuỗi ngọc nhá. Đây là mặt hoa của em hoa lan chuỗi ngọc này. Đây các anh chị ơi. Các anh chị nhớ cho em xin một nút like, một nút tương tác chia sẻ nhé cả nhà nhé. Em Trang xin cảm ơn tất cả các anh chị mình rất là nhiều. Nói chung là trong khi bán hàng em có cái nỗi nầm gì thì các anh chị mình bỏ qua giúp em. Không thể nào mà trọn vẹn hết được đúng không cả nhà. Không thể nào mà trọn vẹn, không thể nào mà hoàn chỉnh hết được đúng không ạ. Nó phải có sự sơ sót xảy ra đúng không các bác. Đây là mặt bông của chuỗi ngọc này. Rồi mặt hàng tiếp theo em gửi đến cả nhà là cái dòng này là dòng đùi gà trắng nha cả nhà ơi, chậu rất là to luôn. Chậu này em bán với cả nhà là 480.000 một chậu này em gái bao ship nha. 480 đùi gà trắng á, đùi gà trắng 480.000. Em mời cả nhà mình xem mặt hoa của dòng hoa lan đùi gà trắng nha. Dòng này thì hoa của nó rất là thơm nha các anh chị nhá. Dòng đùi gà trắng này hoa rất là thơm. Một mắt của em nó là 2 đến 3 bông nha cả nhà ơi. Đó, đùi gà trắng nha, rất là xinh luôn. Bên cạnh đó em có cả trắng ruby này. Đây các anh chị thấy không? Trắng ruby nhá, một chậu như này là nó sẽ rơi vào tầm 1 triệu rưỡi cho đến 1 triệu 8 một chậu. Em gái bao ship nha. Ai chốt trắng ruby thì comment cho em mặt hoa của nó y như mặt bông của dòng đùi gà trắng luôn. Rồi mặt hàng tiếp theo em gửi đến cả nhà cái chậu này là chậu phi điệp 5 cánh trắng hồng hồng, 12 đầu thân. Em bán với cả nhà với giá là 335.000 đi. 335k chậu này em gái bao ship nha. Bạn nào chốt chậu này thì ok cho em. Bán cái này gọi là bán tương tác giao lưu với cả nhà thôi. Chỉ xin cả nhà một nút like, một nút chia sẻ thôi. 5 cánh trắng hồng hồng rất là đẹp luôn nhé cả nhà nhé. 335.000 một chậu cái bao ship. Hoàng phi hạc lộc bắc 250.000. Hoàng phi hạc lộc bắc hoa của nó là hoa trắng hồng vàng. Hoa trắng hồng vàng nhé cả nhà nhé. Hoàng phi hạc lộc bắc hoa trắng hồng vàng 250.000 một chậu cái bao ship nhanh. Bây giờ nói chung là tất cả cái dòng nó đều đang xứng bắt nụ rồi. Cái dòng nào nó đang xuống lá thì nó chưa làm mở nụ thôi. Còn dòng nào nó xuống lá hết rồi thì nó đang làm nụ hết rồi nhé cả nhà nhé. Đó, hoàng phi hạc lộc bắc nha. Rồi mặt hàng tiếp theo là chầm cửu long nha cả nhà ơi. Chầm cửu long, chậu 3 đầu thân dài từ 50 đến 60 cm em bán là 250.000 em gái bao ship nhanh. Đây là mặt hoa của em nó này. Mặt hoa của em dòng chầm cửu long nha các anh chị nhá. Dòng này thì không bao giờ làm các anh chị mình thất vọng về cái mặt hoa đâu. Thơm. Thơm và hoa rất là sai luôn nhá các anh chị nhá. Chầm cửu long ạ. Bông rất là đẹp luôn. 250.000 nhá. Rồi mặt hàng tiếp theo là thiên cung nữ bố 250.000 một chậu này em gái bao ship nhanh. 250.000 một chậu hạc vĩ thiên cung nữ bố em gái bao ship nhanh nhé cả nhà ơi. Đây là mặt hoa của em nó này. Đó, mặt hoa của em nó đây nhá, hạc vĩ thiên cung nữ bố. Tiếp tục là một em trầm trắng nhé cả nhà ơi, trầm trắng này, 200k một chậu trầm trắng này, em gái bao ship nha. Đó, trầm trắng thì khỏi cần phải giới thiệu mặt bông thì các anh chị mình biết đúng không? Rồi đây là một chậu đen rô tím nhá, to lắm các anh chị ơi. Đen rô tím này. Siêu to luôn nhá, đang xứng mắt nụ các anh chị nhìn rõ không ạ? Đang xứng mắt nụ rồi nhá, 280.000 chậu này em gái bao ship. 280.000, em xin mời cả nhà mình xem mặt bông của dòng đen rô tím này nhá. Riêng nhà em bán hàng là chuẩn bông nhé các anh chị nha. Yên tâm không mua sai sót mặt bông đâu các anh chị ơi. 280.000 chậu này, em gái bao ship nha cả nhà nhá. Đó, chuẩn mặt hoa. Rồi, cái này là trắng chớp nha cả nhà ơi. Đen rô trắng chớp 330.000. 330.000 cho một chậu hoa lan đen rô trắng chớp. Tất cả các mặt hàng là đã bao gồm phí ship hết rồi. Nên là các anh chị mình yên tâm không phát sinh thêm bất kỳ một phí ship nào nhé. Đen rô trắng chớp này 330.000. Dòng này là dòng DH77 này.
Chậu này em cũng bán là 300 ngàn nhá, 300 ngàn chậu này. Dòng thân thủ là mít 300k, hai thân dài 60-65 cm. Còn chậu này là chậu dendro tím mini. Tím mini là mặt hoa của nó như thế này này các anh chị ơi. Đây dòng tím mini đây các bác ơi. Mặt hoa của em nó như thế này nhá. Chuẩn mặt hoa nhá cả nhà nhá. Chậu này em bán là 380.000 em gái bao ship nha. 380.000 cho cái dòng tím mini này em gái bao ship nhanh. Em mời cả nhà mình xem mặt hoa của dòng tím mini này. Ủa đâu ta? Yên tâm là chuẩn hoa nhá cả nhà ơi. Đây này, mặt bông của em tím mini đây nhá, rất là xinh luôn. Đó, rất là xinh luôn nhá cả nhà nhá. Tất cả các dòng này là các anh chị mình sưu tầm về, các anh chị mình chơi Tết rất là ok nhá. Rồi bên cạnh đó là có họng hồng đang nụ này các anh chị này. Phi điệp năm cánh trắng họng hồng đang nụ như thế này nhá. Sưng hết mắt nụ rồi, hết lên rồi. Đây các anh chị nhìn rõ không ạ? Đó, một chậu như thế này thì nó sẽ có 2, 4, 6 đầu thân. Em bán với cả nhà chậu này với giá là 280.000 thôi nhá. 280.000 một chậu, cái bao ship nhanh. Đó, rất là xinh luôn nhá các anh chị ơi. Rồi tiếp tục mà bên này là chầm cổ nhá. Chầm cổ thì em sẽ bán chậu 5 đầu thân như thế này. 5 đầu thân như thế này thì em bán với cả nhà với giá là 250.000 một chậu, em bao ship. 4 đầu thân là 230. 4 đầu thân là 230 nhá cả nhà nhá. Còn 3 đầu thân là 201 nhá. 3 đầu thân là 201, tất cả đã bao gồm phí ship nha cả nhà nhá. Thân đang lên rất là xinh luôn ạ. Đang lên cực kỳ khỏe luôn nhá. Đó. Còn dendro vàng mắt đen cái dòng mà theo thân như thế này nhá cả nhà ơi. Em bán là 120.000 một thân, thân dài từ 6-70 cho đến 1 m nha. Đó, 120.000 một thân. Mỗi đơn hàng thì cộng với 50.000 tiền ship cái dòng dendro vàng này nhá. Cái này nó sẽ hơn đơn nó sẽ hơn tiền ship nhưng em chỉ tính với cả nhà cái ship thế đó thôi nha cả nhà nhá. Đó, cứ 120.000 một thân. Còn đây là dòng thanh củi nhé cả nhà ơi, thanh củi hoa tím lịm xỉm xim luôn. Nó hoa của nó là y như mặt hoa của dòng DH93 luôn. Rất là cưng luôn. 1 này, 2, 3, 4, 5 đầu thân đang sưng mắt nụ. Chậu này là 350.000 em gái bao ship. 350, nụ rất là to rồi, 350 nhá. 350.000. Đó. Vừa rồi em có lên một số các dòng hoa lan mới các anh chị mình sưu tầm mà chơi Tết, các anh chị mình muốn sưu tầm mặt hàng gì thì các anh chị mình cứ gọi điện alo trực tiếp cho em qua số điện thoại em ghi trên bài nhá. Rồi em gái xin cảm ơn tất cả các anh chị mình ạ.